Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ mở hộp hai con robot siêu anh hùng Marvel, Bumblebee và người sắt Iron Man. Đặc điểm của hai con này không phải là đấm đá một cách tàn bạo như trong phim mà mình hay xem nha, mà nó sẽ có cái khả năng rất đáng yêu như là nhảy múa, ca hát, rồi có cả đèn LED chớp tắt nữa, sẽ làm cho mình vui vẻ hơn trong những lúc rảnh rỗi. Ok. Mình sẽ xem sơ qua về phần vỏ hộp. Đầu tiên sẽ là siêu nhân vàng Bumblebee. Super Hero, siêu anh hùng, Dan Hero, anh hùng biết nhảy. Ở cạnh bên đây, đèn LED sẽ được trang bị trên đầu và trang bị ở phần mắt, ở phần bụng. Bên đây sẽ là cái hình demo về siêu nhân Bumblebee của mình, thêm một số những cái chức năng tiêu biểu như là có đèn LED nè, có âm thanh và cử động được tay chân. Bên dưới, hướng dẫn sử dụng, phải lắp pin vào cho nó trước khi mà sử dụng. Ok. Đây, bên trong sẽ là con siêu nhân Bumblebee của mình, có thêm một số những cái phụ kiện đi kèm theo. Đầu to, bụng to, tay chân teo, nhìn khá là dễ thương nha, rất giống với những cái nhân vật chibi. Mình sẽ gắn thêm một số cái phụ kiện này vào bên hông cánh tay của nó. Gắn vào thì nó sẽ như thế này, có hai cái bánh xe mình có thể xoay được, tay chân cũng có thể cử động nha. Ở mặt sau sẽ là công tắc nguồn của nó, một cái khay để pin. Thì chúng ta sẽ cần có là ba cục pin tiểu. Hai chế độ nha, chế độ thứ nhất là lighting, sử dụng đèn, và chế độ thứ hai là on, thử cái chức năng đèn của nó. Đây, robot mình sáng đèn nha, đèn ở vị trí mắt nè và ở trên đầu. Tạm thời để qua bên đây. Tiếp theo mình sẽ mở hộp tới cái con màu đỏ, con Iron Man người sắt, cũng là Super Hero, Dan Hero, siêu anh hùng biết nhảy. Ở bên đây, đèn LED sẽ được trang bị ở mắt, phần bụng và hai cánh tay. Con này sẽ có hai biểu cảm gương mặt, một là Iron Man, hai là cái gương mặt người của nó. Vỏ hộp thì cũng tương tự như là con màu vàng, chúng ta sẽ mở hộp ra. Đây, bên trong đây chỉ có một con robot và không có phụ kiện. Cũng là robot, đầu bự, bụng bự và tay chân teo. Khớp tay khớp chân thì vẫn có thể cử động được nha. Và đặc biệt nhất là mở cái mặt nạ giáp sắt này lên. Đó, thay đổi biểu cảm gương mặt liền. Ok, mình sẽ đóng lại cho nó giống với lại người sắt hơn. Ở phía sau cũng là khay để pin, cho vào ba cục pin tiểu, đóng nắp lại. Và mình cũng sẽ test thử cái chức năng là lighting của nó, chức năng đèn LED. Gương mặt có đèn LED nha, bụng đèn LED nè, hai tay có đèn LED, soi sáng hai đường. Ok, và đây là hai con robot dancer của mình. Khi mà được lắp đầy pin, thật sự là phải cho nó nhảy vào ban đêm mới thấy được cái vẻ đẹp đèn LED của nó. Tạm thời mình sẽ cho nó nhảy vào ban ngày, tối nay sẽ cho nó nhảy vào ban đêm. Ok, đầu tiên sẽ là robot Bumblebee, khởi động công tắc của nó qua chức năng on. Có âm thanh nha, 1, 2, 3, nhảy. Đó, chỉ chuyển nha, biết đi luôn. Wow. Vào chính giữa sân khấu nào, một tay nghe điện thoại nha. Chạy đi đâu vậy, coi chừng rớt xuống bàn. Iron Man người sắt, để xem con này nhảy có như Bumblebee hay không. Bạn thấy nha, siêu nhân Bumblebee đứng cái tướng rất là đẹp, nghe điện thoại. Chúng ta sẽ khởi động công tắc on lên. Đó, nhảy. Wow. Con này cũng uyển chuyển y như con màu vàng. Gỡ thử cái gương mặt lên xem sao. Đây, nhìn hiền hơn, có nhân cách hơn. Sẽ cho hai con nhảy cùng một lúc. Chuẩn bị nha. Nhảy. Wow. Hai con như quýnh lộn vậy trời. Rất đẹp nha, rất là nhí nhố. Tạm thời tắt đi, để tối nay mình sẽ chơi tiếp. Và cuối cùng thì trời cũng đã tối. Ở chế độ đèn LED này, hai con siêu nhân nhìn rất ngầu nha. Đặc biệt nhất là Iron Man, có ánh sáng chói ló phát ra từ hai cánh tay. Bây giờ mình sẽ lên đèn cho sân khấu. Wow, phải có đèn nhảy nó mới sung nha. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau hướng mắt về sân khấu với màn trình diễn của Dancer Bumblebee. Nhảy. Wow. Ok, đứng ở giữa sân khấu nào. Đây, dancer của mình nhảy rất máu lửa nha. Tuyệt đẹp. Đây, đứng giữa sân khấu nhảy cho mọi người xem. Động tác robot. Ok, tắt.
Và tiếp theo chương trình sẽ là màn trình diễn của dancer Iron Man. Iron Man và Bumblebee. Hai robot cùng nhau so tài để xem ai sẽ là người nhảy đẹp hơn. Wow, nhảy loạn xạ luôn. Mỗi con nhảy một kiểu nha. Ok các bạn, kết thúc màn trình diễn, một tràng pháo tay dành cho hai dancer của mình. Và thật sự là hai con robot này nhảy rất đẹp. Vào những cái lúc mà buồn, rảnh rỗi, mở hai con này lên, xem nó nhảy là hết buồn. Ok, video của mình kết thúc, xin chào và hẹn gặp lại.